Xin chào tất cả các bạn, mình là Cam Thị Thanh Loan và hiện mình đang là sinh viên của đại học EdX Kỹ thuật FPT 2 khóa 2. Mã số sinh viên của mình là CUE 020HP19 và hôm nay thì mình được học bộ môn này là môn Model Imagery School và hôm nay thì mình sẽ thuyết trình về một cái bài thơ mà thầy đã dạy mình của Khổng Tử. Trong xã hội này, đạo đức làm người có thực có thật sự quan trọng không? Rất khó để có thể đánh giá được một người tốt hay xấu dựa vào những cái tiêu chuẩn về đạo đức. Hãy thử tưởng tượng nếu như mọi người bỏ qua những cái phẩm chất năng lực của bạn, đánh giá bạn trên những cái tiêu chuẩn về đạo đức, anh ta có đề ra điều đó sẽ đáng sợ như thế nào? Và tại Việt Nam thì mọi người được dạy đạo đức là gốc rễ con người của vấn đề. Họ tin rằng sống đạo đức là trách nhiệm của tất cả mọi người và đấy là cách duy nhất để hạnh phúc. Đọc luận ngữ chúng ta thấy hầu như mọi tư tưởng, mọi hoàn cảnh, mọi luận của thầy Khổng Tử đều xung quanh được lối đức trị. Với Khổng Tử thì đạo đức là gốc rễ con người, nói đến con người trước hết là nói đến đạo đức. Đức Phu Tử nói rằng người học trò trong nhà thì có hiếu với cha mẹ, ra ngoài thì kính nhường bề trên, làm việc gì thì cẩn thận, nói điều gì thì tín, giọng nói với người và lại thân với cả con nhân. Hãy làm được những điều gì rồi mà vẫn còn dư sức thì hãy đọc thêm văn chương xảo kỹ. Đúng như Thiên Học Nghĩ sách luận ngữ đã viết là người có lết hiếm thì ít, ai dám xúc phạm bề trên, không thích xúc phạm bề trên mà thích làm theo bạn làm và thích làm loạn thì chưa từng có. Người quân tử chăm chỉ vào việc gốc mà vững thì đạo đức sinh ra. Hiếu là cái gốc của đức nhân. Như trên ta thấy với Khổng Tử, hiếu là đưa đạo đức làm người trước hết phải có tính hiếu nghĩa, phải đền ơn sinh thành. Khổng Tử đề cao cái đức hiếu bởi vì là người khác có lòng kính yêu cha mẹ và người thân trong nhà mới biết yêu thương người ngoài, yêu thương cộng đồng nhân loại, và làm theo người Khổng Tử trước hết phải có đức, tu dưỡng đức mới giờ mới học văn. Đạo hiểu quan trọng như vậy, nhưng khi nào mới là đạo hiếu? lại đạo hiếu quan trọng như vậy nhưng như nào mới thực sự là đạo hiếu? Theo Khổng Tử thì hiếu đức không phải là chỉ nuôi dưỡng cha mẹ mà là chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ với sự thành kính, sự yêu thương thật sự trong sâu thẳm trong trái tim của chúng ta. Mặc dù coi trọng chữ hiếu như vậy nhưng quan điểm của Khổng Tử không khắt khe mà nghiệt ngã, rất đúng mực. Thờ cha mẹ nên phải nhỏ nhẹ khuyên can, nếu cha mẹ không theo ý mình thì cũng cung kính mà không xúc phạm cha mẹ. Tuy khó nhọc, đau buồn nhưng không oán hận. Có thể nói quan điểm này của Khổng Tử nếu đặt trong bất kỳ một hoàn cảnh xã hội hiện đại, vị tất đã rất lỗi thời mà gợi tả nhiều suy nghĩ tư tưởng về đạo đức nên hàng đầu, gây lên rất là nhiều mối âu lo nghĩ về việc làm việc gì cũng phải đặt đức lên đầu, sau đó mới tính đến chuyện khác. Và tư tưởng đó hiện nay không hẳn là hoàn toàn chính xác. Nếu làm việc gì cũng lấy đạo đức, nhân phẩm, tính cách ra làm yếu tố xét duyệt đầu tiên tới khám định, xã hội này không thể phát triển. Nếu chúng ta phớt lờ đi những cái yếu tố về trình độ chuyên môn để tôn thờ nét đẹp của người khác, của đạo đức, xã hội này mãi mãi cũng chỉ là tốt nước sơn chứ không bao giờ có thể tốt gỗ. Khi làm việc trong xã hội hiện nay, đúng mà đôi lúc đạo đức là điều ta cần xem xét và cũng không nên việc gì cũng phải có đạo đức xem vào. Hãy làm việc một cách thật chuyên nghiệp, bằng cách trung dung với mọi vấn đề khó. Sau
hiếu, nói đến đức là một là nói đến tính thiện, không khẩu quan niệm, không có đạo đức tính thiện thì vội vàng như đuổi theo không kịp, thấy việc bất tiện thì mới không nhưng tay lại đọc lại cái này đi, đọc truyền cảm nào, đọc chậm thôi, này 5 phút rồi này. Người có đạo đức, người có đức tín nghiện thì vội vàng như đuổi theo không kịp, thấy việc bất tiện thì vội vàng như nhúng tay vào mới vào nước sôi. Điều chủ yếu biết đức không phải chỉ là thiện đức mà là hành động. Như vậy đức là lời nói đi đôi với công việc làm, đúng như Khổng Tử nói, người xưa thận trọng trong lời nói, sợ sẽ xấu hổ nếu nói mà không làm được, và người quân tử chậm chạp về lời nói mà mau hẳn về việc làm. Chúng ta thấy Khổng Tử nói rất nhiều đến đức, nhất là đức của người cầm quyền. Xong, đáng chú ý là Khổng Tử quan niệm về cả đức không phải là một cái gì biệt lập, mà là sự thống nhất chặt chẽ, không tính lời nói tri thức tài năng. Trong bối cảnh xã hội đang chịu nhiều tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường ngày nay thì rất cần có sự trở lại với những cái giá trị đạo đức, quan niệm. Đạo đức là gốc của con người và thiện đức phải biểu hiện ở hành động của Khổng Tử vẫn còn nguyên giá trị và rất cần được tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong xã hội ngày nay. Và đây là bài thuyết trình của mình. Cảm ơn các bạn.